dừng ở đây thôi. Dài chút xíu ở đây nè, thì mình đang đứng bỏ đi ráp một cái bộ đề canh khác cho vô hãng để bảo hành lại cái phần xì ron nắp đầu này. Hiện tại nó cũng không có tới nổi đâu, nó vẫn rất là đẹp luôn, nó rất là đẹp luôn, nhưng mà mình vẫn nên làm, tại vì cái này là cái bệnh chung của cái đời này rồi. Đây 5.948, chắc lúc mà Duy nhận thì nó chưa qua 6.000 đâu. Thì mình chỉ có chạy đi, mình làm bộ tem nè. Cái chỗ chạy này thì mình để nguyên luôn, mình sẽ dán một cái tem gì đó lên không dặm ha. Rồi còn bô thì mình tặng, đèn mình tặng, đồ zin còn đủ hết. Chắc khoảng 2-3 ngày sau là nhận xe được rồi. Bắt đầu mình gửi xe ra đây ha. Rồi Duy và Duy cứ việc chạy thôi. Còn cái này là cái yên solo. Thì khi mình dán mình coi, nếu mà cái màu nó phối mà có cái màu yên này thì mình dán cho Duy luôn, thì Duy và Duy sử dụng thôi. Mình sẽ gửi, nếu mà Duy chốt nha, thì mình sẽ gửi cái mẫu tem để cho Duy coi. Nếu mà Duy thích đó, thì mình mới dán ha. Mình để máy thử nha, mình để máy thử nha. Mới sáng chốt đi rồi mọi người. Con này khả năng cao là về lại Hà Nội nha. Con này lúc mình mua thì mình cũng mua ở Hà Nội luôn. Cái góc đầu tiên của xe thì là ở Phan Thiết của em Thạch bán cho mình ha. Rồi mình bán ra cho em Quý Hà Nội. Em Quý Hà Nội chạy một thời gian chán, từ 2.000 km lên bây giờ là 5.000 mấy ha. Em Quý bán lại cho mình. Thì rất là may mắn là mình lại chốt thêm cho một anh em ở ngoài Hà Nội nữa. Thì khả năng cao lúc mà về thì chắc em trai Duy mới vừa gọi để mua cái xe này, chắc cũng biết Quý á. Cơ bản là mình bán một cái xe thì về tất cả các chi tiết cũng như là bảo dưỡng thì mình rất là kỹ ha, mình đã kiểm tra hết rồi. Và cái xe này hôm qua mình đã lột hết nguyên cái xe ra luôn mọi người, ốp này với lại tất cả cái thứ ha, mình lột ra hết để mình kiểm tra coi Quý về có bị ngã hay không. Thật ra mình không phải là mình nghi ngờ khách hàng của mình, nhưng mà nhiều khi là khách hàng của mình cho bạn bè mượn xe đó, nhiều khi tới lúc đó mà về nó bị ngã hay là cái gì đó nó ảnh hưởng vô kết nước nè, hoặc là vô máy, thì mình phải kiểm tra thật là kỹ để mình nắm cái chất lượng xe của mình, chứ không phải là khách hàng nói cái gì là mình cũng nghe. Thật sự là mình phải nói em ơi anh ghi nhận cái đó, nhưng mà anh phải double check lại để cho nó thật là tròn trịa cái xe, chứ giờ mình về mình bán mình phải tự tin ha. Và cái bệnh chung của cái ga tem đút 790 này ha mọi người, là nó rất là hay bị xì cái nắp đầu nha mọi người, nó rất là hay bị xì nha. Đây nè mọi người, nó rất là hay bị xì ở đây nha, mặc dù cái xe này nó chỉ bị nhẹ thôi. Đây nè mọi người nhìn nè, đây nè, nó rướm nhẹ xíu nè mọi người ha. Thì cái này là lỗi chung của cái dòng xe đút 790 này. Khang đã liên hệ với hãng, thì hãng nói là bên Vương Khang cứ đem xe qua để bảo dưỡng lại và cũng như là bảo hành lại ha mọi người. Thì mình bán nãy mình cũng nói rõ với khách hàng mình luôn, nếu mà trong trường hợp mà em có thể là mua hiện tại bây giờ cũng được, không sao hết. Đề xuất là nên để cho Vương Khang làm luôn, để Vương Khang làm để cho kiểm tra thật là kỹ để giao cho khách nha. Cái này làm bao lâu Duy? 3 tiếng ha. Nhưng mà tiếng xe mới quá mọi người, mới có 5.000 mấy km thôi mà nó lại bị một cái lỗi như vậy, mình thấy nó cũng hơi khó chịu chút xíu. À mà cái con này nó rất là hay nha mọi người, nếu mà so với cái phân khúc mà 800cc đổ về thì mình nói không có con nào nó qua được con này mọi người, kể cả MT09 máy Dropland ha, Gen 2, Gen 3 gì đó cũng không có cửa mọi người. Thứ nhất là về cái độ lực của nó rất mạnh, cái thứ hai là cái con xe này nó rất nhiều công nghệ mọi người. Mọi người nhìn cái màn hình của nó nè, nó full digital luôn mọi người. Rồi nó nhìn nó như nó không khác gì một cái con Ducati V4 á, nó rất là nhiều đồ luôn và nhiều option, nhiều cách chạy. À đây mọi người mà nhìn Odo này mọi người ha. Rồi 5.948 km, mình cảm thấy á cái xe này nó thiết kế ra rất thích hợp cho người châu Á mọi người. Cái chiều cao yên mình nghĩ nó chỉ khoảng tầm khoảng 700 mấy thôi, chưa tới 800 đâu, ngồi rất là thoải mái mọi người. Mình không có muốn dùng cái từ là từ láo á, mình chạy mà cái tiếng bô rồi cái thứ nó kết hợp với lại cái dáng xe vô nhìn nó thật sự là hầm hố mọi người. Hầm hố thì không phải là hầm hố bự mà cái kiểu chạy mình nó rất là bậm trợn ha mọi người ha. Mình đề máy lại một lần để cho mọi người nghe nha. Mình có nhấn thêm một cái chút xíu ở đây, đó là cái ống nước Samco ha. Đúng là cái xe này mà vô cái ống nước Samco màu cam này là đúng bài luôn mọi người, rất là đẹp. Nhìn nó rất là hài hòa ha, và nó giải nhiệt tốt hơn xíu. Thật ra là cái con này nó 790cc thì cái làm mát của nó rất là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà gắn những cái ống nước này vô thì nhìn cái xe nó sẽ nổi bật hơn chút xíu. Và Khang Vương Khang hứa hẹn là cái bộ tem mới sẽ rất là đẹp ha. Thì hôm qua Khang có lột ra hết rồi mọi người. Xe nó rất là ok. Đó, các bạn nó bị chạy ở đây chút xíu. Thì Khang sẽ đề xuất với khách hàng của mình là không dặm luôn, không nên dặm, cứ để nguyên vậy đi. Nó chạy này là do vận chuyển thôi, hoặc là để gửi xe hay gì đó ha, thì bị
khách hàng của mình nói anh Khang ơi em lỡ làm cái này rồi, nó không sao em, có ngã cũng được, nó không sao, nhẹ nhàng thôi là được chứ đừng có ngã mà bị vô ảnh hưởng gì hết. Thì em nói cái này anh đừng có trừ tiền em nha, nói em ơi em không ngừng nói đó, anh không có trừ tiền cái linh tinh này đâu. Tại vì xe cũ mà mình mà dạch lá tìm sâu quá thì mình không bao giờ mình mua được cái sản phẩm và khách hàng của mình, cái người sau mà người ta mua, người ta cũng dạch lá tìm sâu, người ta coi những cái chi tiết nhỏ thì làm sao mà mình bán được cái sản phẩm được. Đúng, mình chỉ chủ yếu là nhanh gọn và vui vẻ ha mọi người. À một cái nữa là khi mua một cái xe mọi người nên kiểm tra cái phốt thuộc thật là kỹ nha. Đối với những anh em mà mới vừa làm á, nên kiểm tra cái này thật kỹ để mang đến khách hàng mình. Tại thật ra cái này nó làm rất là dễ và nó rất là đơn giản mọi người, rất là rẻ luôn. Nó khoảng đâu đó khoảng, nếu mà anh em mình làm thì khoảng 1,000,000 thôi, nhưng mà đối về với khách á, khách về chạy mới được có khoảng mấy trăm cây, ngàn cây mà về cái phốt thuộc nó xì á thì nó rất là mất hay. Mình nói thật sự là thà là mình bỏ vô mình làm luôn. Nice. Cả cái dòng xe phân khối lớn thì về cứ kiểm tra phốt phục nè, chén gỗ và cũng như là mấy cái góc hàng của nó mọi người ha. Mấy cái góc chặn của nó phải là ok nha. À bé này có luôn cả trợ lực nha mọi người. Thì nhớ là kiểm tra trợ lực luôn nha. Thì bên Vương Khang đã kiểm tra rất là kỹ cái xe này rồi, trợ lực không bị xì, phốt phục nó không bị xì luôn. À được cái nữa là những cái xe cũ mà còn bảo hành á thì mình sẽ hướng dẫn cho khách của mình có bất cứ vấn đề gì có thể vô trong hãng để bảo hành. Cái đời này á thì nó đã chia ra hai ngăn rồi. Nhìn rất là ngầu, rất là quạo luôn. Đúng không, mọi người, rất là quạo luôn. Mua á là đã kỹ rồi, đã dán cái lớp bảo vệ ha mọi người. Cái này nó màu trắng nha, nhưng mà dán cái này vô thì nó thành cái màu khói ha mọi người. Thì khi mà mình lột đề can, mình dán đề can vô thì mình sẽ lột cái này ra luôn, đánh bát lại cho nó mới luôn ha. Cái đèn nhỏ nhỏ nè mọi người, nhỏ có vỏ nha mọi người, cực kỳ sáng luôn. Theo mình biết cái đèn, mình nghĩ cái đèn này của Moto Gadget đó mọi người. Chỉ có đồ của Moto Gadget nó mới chất lượng như vậy thôi. Nên mình rất tự tin và một con xe cái giá rất là hời. Con này hôm nay mình offer nó chỉ có 220,000 thôi. Và trong đó nó có bộ Ultim Racing. Riêng cái bô này đã hết 40 chai rồi mọi người. Cái bô này không đã hết 40 chai rồi nha. Cái kích thước bô nó cũng hơi nhỏ mọi người, nhưng mà nó rất là thích hợp với cái xe này. Tại vì do anh em mình quen nhìn những cái bô nó lớn rồi, nên đâm ra là nhìn cái bô này nó nhỏ nhỏ thì nhìn nó không được tương đối và hài hòa lắm. Nhưng nếu mà anh em coi những cái catalog hoặc là vô những cái forum mà của nước ngoài chơi á, đúng cái bô này là của cái dòng Đức 790 này luôn nha. Nó vô là fit luôn, plug and play luôn, chứ không có phải chế cháo hay bất cứ gì mọi người. Rồi dính keo, tại vì do một keo nguyên con mọi người ha, ráp nguyên con mà. Đó thì cái này là hồi nữa mình sẽ đi mình dán lại. Thì rất là may mắn là mình đang tính ráp một cái bộ tem gì đó, nó thật là đẹp, thật là lộng lẫy lên để đưa đến tay khách hàng. Thì chưa gì có thể là em trai này đã chốt rồi thì mình gửi cái mẫu tem qua. Ví dụ em thích mẫu nào thì Vương Khang tặng cho em một bộ ráp luôn nha. À mình bật mí thêm cho anh em một chút xíu về cái vấn đề mà ráp xe. Thì ráp xe ở thị trường Việt Nam mình nó rất là nhiều chỗ làm mọi người, và cũng có rất là nhiều giá. Thì tiền nào cũng nấy thôi. Nếu mà mọi người làm những cái chỗ mà cao cấp chuyên nghiệp á thì cái đề can nó sẽ tốt và cái thiết kế nó rất là đẹp ha mọi người. Có ráp có nhiều dạng, in trực tiếp và xong dán lên full xe ha, cái đó là ráp full xe cái. Còn ráp là từng cái miếng tem nhỏ 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 mà nối với nhau á thì cái đó là cực kỳ mất tiền nha mọi người. Thì Vương Khang cũng sẽ lựa những cái địa chỉ giống như là cái đơn vị uy tín và mình lên thiết kế của mình luôn, là bên Vương Khang lên máy, Vương Khang làm ra xong xuôi hết rồi Vương Khang mới gửi file cho người ta. Thì người ta làm, thứ nhất là giá thành nó sẽ rẻ đi được chút xíu và mình sẽ hài lòng hơn với cái sản phẩm của mình ha. Sẽ lấy những cái mẫu của nước ngoài hoặc là những cái mẫu mà nó đang hot hoặc là cái phiên bản mắc tiền của cái xe đi, mình vô cho cái xe nó hài hòa ha mọi người. Và mình gợi ý thêm cho anh em chút xíu nữa, thí dụ cái xe anh em mà đang màu cam á thì mình đừng nên dán một cái màu khác, giống như cái con này mà về dán lại nguyên cái con màu đen thì nó sẽ không đẹp. Nếu mà nguyên con màu cam này rồi thì mọi người nên kiếm cái tem nào mà cam đen trắng, mọi người phối vô cho mình là cái xe đó rất là đẹp, rất là hài hòa luôn ha. Cái xe này hồi nữa mình sẽ lên trên máy tính của mình rồi cho bạn kỹ thuật thiết kế lên market lại. Nếu mà khách ok thì mình wrap thôi. À cái xe này có yên solo luôn ha. Thì wrap nếu mà phối được cái màu này lên trên đây thì mình sẽ dán cái yên sau luôn cho thật là đẹp. Hôm nay Vương Khang về rất là nhiều xe và sẽ cập nhật sớm cho mọi người, và trong đó có một con siêu phẩm đảm bảo mọi người sẽ thích. Video tiếp theo nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi rồi, về tới rồi mọi người ơi. Mọi người thấy Vương Khang làm việc nhanh không? Hồi nãy quay clip cho mọi người coi là lúc đó buổi sáng là Khang mở hàng ha. Thì sau khi lên máy design cũng như là thiết kế xương xương lại cái tem cái, cứ cho xe xuống đi, thiết kế xương xương lại cái tem cái thì nó đã ra thành phẩm rồi mọi người. Rất nhanh luôn mọi người ha. Khoảng chắc 6 tiếng mọi người ha. Là từ lúc mà design cũng như là dán ha. Cái bộ tem này mình lấy từ nước ngoài, mình chỉ thay thế một số để cho nó giữ lại cái nền ở dưới đây, nó không phải đổi màu ha mọi người, đổi màu bình xăng ha. Thì cái vững này giữ lại màu cam, ở dưới đây giữ lại nền đen nè mọi người. Cái isolo để mình nói mọi người nè, đây isolo ha. Những cái chỗ khác có thể làm được nhưng mà cũng chưa chắc là suy nghĩ cho khách nhiều như bên đội ngũ Vương Khang đang làm ha. Thì thật ra đây là cái nghề của mình biết cái gì thì mình cố gắng mình làm cái đó để cho nó thật là hoàn chỉnh, thật là hoàn thiện cho một cái sản phẩm về khách hàng vừa thích nè, mà khách hàng không phải tốn quá nhiều thời gian ha. Tiền bạc thì ai cũng phải bỏ ra mọi người,
có thể là mọi người cũng có thể bỏ cái giá tiền này, có thể là mọi người để cái tem đó, mọi người về đi làm cái tem nhiều chỗ mà nó không vừa ý, thì bưng Kemoto ra làm cho mọi người được một cái xe nó giòn chỉnh và nó hoàn thiện hơn. Sẽ đi qua hãng để làm lại cái phần nắp đầu này cho khách. Thì cái lịch hẹn là hình như là ngày mai thì mình sẽ làm lại cái này xong rồi, mình sẽ kiểm tra cũng như là bảo dưỡng coi có cần phải thay nhớt hay không, và renew lại mọi người, làm mới lại ha, tất cả cái phần, những cái phần nhám như bóng rồi này nọ xử lý này hết. Cơ bản con này nó cũng còn rất là ok mọi người, còn rất là ok. Chỉ có điều là ở ngoài Hà Nội thì giống như giữ dàn xe họ không có giữ kỹ thì cái xe nó hơi xuống chút xíu, chứ cơ bản là con này còn rất đẹp luôn và nó chuẩn ô đô nha mọi người. Thì Vương Khang bán là bao chết hãng, bao không đâm đụng tai nạn, máy móc là zin pháp lý rõ ràng. Rồi thì bây giờ cho xe xuống thôi.